tư là gì thầy? Ngũ sao? Ngũ sao có nghĩa là mình nếu mà mình quấn vào một đối phương hai giác. Đúng hai đây là dài. Rồi tư thứ này. À, ngũ sao? Dừng lại đi. Sao vậy? Chịu không nổi bên đây đâu. Đừng cố gắng nữa. Ra cái vỏ. Em ra tô cháo. Let's go. Vậy em vẫn xin lời ông mạng. Em hỏi Hiếu. Ok. Thì bây giờ em có một câu hỏi dành cho anh. Cái này mà hỏi hỏi Hiếu thứ hai thì 5 ngày nữa không biết. Em chưa đứng thành đâu. Rồi thôi đi kiếm cái khác đi. Rồi nhăn chi vậy? Nãy giờ chị kia. Chừng là 2 giây. Bỏ bao nhiêu thời gian và công sức? Đây. Du lịch đây. Ủa mọi người có xem dự báo thời tiết trước khi đi không vậy? Trời nắng khô ráo đi. Hành trình rực rỡ đây.